Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 và biết vui. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài số 2 về phần lý thuyết quán vị chỉnh hợp và tổ hợp. Thì thầy đã quay cho em hai clip đúng không? Thầy hôm trước thầy cũng quên mất là thầy đã hứa với các em là thầy sẽ giảng cho em ở cái câu hỏi phần khởi động này. Đúng nào? Ở đây người ta nói là có bao nhiêu cách chọn 5 cầu thủ từ 11 cầu thủ. Đúng nào? Và có bao nhiêu cách sắp xếp 5 cầu thủ đó theo thứ tự để thực hiện đá luân lưu. Các em thấy từ đây là thứ tự. Thứ tự thì chắc chắn ta phải sử dụng là gì? Đó chính là chỉnh hợp. Còn ở trên đây người ta không nói gì, nghĩa là người ta sử dụng tổ hợp. Còn dưới đây sẽ là gì? Chỉnh hợp. Đúng không? Đọc được phân biệt trước cái đã. Bằng cách sử dụng quy tắc nhân, bạn có tìm được câu trả lời. Học xong bài này, bạn hãy tìm cách nhanh hơn để trả lời các câu hỏi trên. Nên tại sao thầy mới bảo là phải dạy xong cái nội dung phần lý thuyết rồi mới quay trở lại cái bài này để hướng dẫn. Tại vì khi đó chúng ta đã biết cách áp dụng hoán vị tổ hợp và chỉnh hợp rồi thì mình giải quyết cái này, cái câu này. Thì bây giờ thầy cũng đã hướng dẫn em. Bây giờ đầu tiên ta sử dụng quy tắc nhân thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đây đó, ok chưa? Quy tắc nhân có 55.440 cách chọn em, rất chi tiết luôn đúng không? Em muốn ghi chép thì nó bấm chân lại nha, chứ không bảo thầy nói mà thầy không làm. Khi mà thầy đã hứa một cái gì đó các em thì gần như thầy phải thực hiện. Con người thầy là như vậy, và cỡ cả các em cũng thế em nha. Ta phải học cái tính đó, nghĩa là đã không hứa thì thôi, nhưng hứa với bạn mặc dù trời có mưa sấm chớp các kiểu thì mình cũng cố gắng mình đi, chứ đừng mà để bạn chờ. Mà nếu có không đi được thì cũng phải báo trước để người ta khỏi phải chờ. Nghĩa là mình phải, quan điểm của mình là sống là gì? Mình chờ người ta chứ đừng để người ta chờ mình các em nhé. Đó là cái quan điểm sống của thầy từ hồi giờ nghe. Và cũng chính quan điểm đó mà nó sẽ giúp cho thầy thành công đến ngày hôm nay nghe. Thực sự như thế. Tiếng nói của mình nó phải có trọng lượng và uy tín. Cái uy tín rất quan trọng em. Thầy đặt cái chữ tín lên hàng đầu. Thực sự em như vậy. Đây. Sau khi học xong bài này này. Chọn 5 cầu thủ từ 11 cầu thủ. Đó chính là tổ hợp chập 5 của 11. Thì hồi nãy thầy nói C đúng không? Còn ở đây là nếu như mà theo trình tự đá luân lưu á thì đây. Ok chưa? Học xong cái này rồi thầy mình đưa ra cái bài giải thì khi đó chúng ta không còn có tại quy tắc cộng quy tắc nhân thì chúng ta đã biết rồi, rành rồi. Nhưng cái thằng phần này thì chưa học mà thì không thể nào đưa ra bài giải này trước được. Chúng ta chả biết C là gì, A là gì cả. Cái đúng không nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập nha. Rồi, ta sẽ đi sang phần bài tập. Trong đây có 7 bài. Thầy sẽ giảng giải trước trên đây, đưa ra kết quả, sau đó thầy cũng sẽ đưa ra bài giải chi tiết. Vậy là nó khỏe nhất em nha. Cần sắp xếp một nhóm 5 học sinh ngồi vào một dãy gần 5 chiếc ghế đây. Có bao nhiêu cách sắp xếp? Chứng tỏ ở đây á, chúng ta sắp xếp 5 học sinh này vào 5 dãy ghế này thì đây chính là hoán vị của mấy? Đây chính là hoán vị của 5. Đúng nè, ví dụ thầy cho bạn này ngồi đây, bạn này cũng có thể ngồi đây, có thể ngồi đây, có thể ngồi đây. Nếu như thầy sắp xếp bạn này ngồi vào ngồi đây, đúng không? Thì bạn này nó sẽ có mấy cách sắp xếp, bạn này nó sẽ có 5 cách. Đúng không? Như vậy bạn này có 5 cách thì bạn này tiếp tục là có mấy cách? 4 cách, 3 cách, 2 cách, 1 cách. Tương ứng ở đây chính là 5 x 3 x 2 x 1. Và đây chính là hoán vị của 5. Như là 5 giải thừa đấy, cái này sẽ là 5 giải thừa. Năm giải thừa ở đây sẽ bằng bao nhiêu? Ta bấm máy tính luôn. Giải thừa thì biết rồi. Ta bấm số 5 trước. Giải thừa là bấm shift cái mũ đây. X1-1 này, đây chính là x giải thừa này. Sẽ bằng bao nhiêu? 120 em. Như vậy đây sẽ là 120 cách sắp xếp. Được chưa? Nếu bạn Nga, một thành viên trong nhóm, nhất định muốn ngồi vào chiếc ghế ngoài cùng bên trái, ngồi cùng bên trái ví dụ đây. Đây là bạn Nga đây. Cho bạn Nga đây, đúng không? Thì có bao nhiêu cách sắp xếp? Như vậy chứng tỏ bạn này chỉ có mấy cách chọn? Bạn này chỉ có một cách chọn. Tại vì bạn này đã giành cái ghế này rồi. Đúng chưa? Bạn này đã giành cái ghế này rồi thì chứng tỏ bốn người này còn lại sẽ là mấy? Bốn giải thừa cách chọn. Thì chúng ta sẽ lấy một nhân cho bốn giải thừa. Em hiểu không? Hiểu chưa? Như vậy thì tại vì bạn này đã chọn rồi, giành ghế này, bây giờ không có thằng nào mà xí tao quấn liền. Tao quánh liền đó. Bạn này dạng là độc quyền rồi. Bây giờ bốn người này có thể là bạn này có thể ngồi ghế này, ghế này, ghế này, ghế này.
bạn này cũng có quyền ngồi ghế này, nhưng mà dù bạn này ngồi ghế này rồi thì bạn này không được phép nữa, bắt buộc bạn này phải chọn ba ghế, chứng tỏ là 4 3 × 3 × 2 × 1 thì chứng tỏ là cái này nó sẽ là B, này nó sẽ là B của máy, B4. B4 này nghĩa là 4 giai thừa. Đúng này, 4 giai thừa. 4 giai thừa bằng 24 cấp em. Hiểu chưa nào? Thầy đã giảng giải em rồi nên là nó rất là dễ hiểu, chứ không có gì mà phức tạp cả. Đó. Ok chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Được chưa em? Chúng ta sẽ đi sang ở bài số 2 nha. Bài số 2. Rồi. Bài số 2 em. Từ các chữ số sau đây có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau? 4. 4 số khác nhau thì đó là A, B, C, D đây. À, ở đây là 4 mà trong đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng không nào? Như vậy khác nhau. Ở đây nó có từ khác nhau này. Em này, để phân biệt được đâu là chỉnh hợp và đâu là tổ hợp này khác nhau thì chứng tỏ nó phải theo thứ tự. Em hiểu không? Còn ví dụ như ở đây người ta không có từ khác nhau này, ví dụ như cùng cái câu này, từ các chữ số sau đây có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số, nó không có từ khác nhau này thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng là tổ hợp. Còn bây giờ nó có từ khác nhau này nghĩa là theo thứ tự, nghĩa là chúng ta phải sử dụng chỉnh hợp. Chứng tỏ ở đây nó sẽ là đây là mấy? Tổng ở đây là mấy chữ số? 1 2 3 4 5 6, 6 chữ số, chúng ta tổ hợp. Thay đổi chỉnh hợp chập 4 của 6. Đúng không? Bằng bao nhiêu này? Phải phân biệt nha, đọc cái câu từ để phân biệt khi nào sử dụng chỉnh hợp và khi nào sử dụng tổ hợp á. Ở đây là 6 này. Ship nhân này, 4 này. 360 kìa, 360 số. Được chưa? Tiếp tục. Đây lưu ý này, ngay chỗ này không có số 0 đó, nhưng mà ở đây lưu ý là có số 0. Cái chữ số 0 nghĩa là A này nó phải khác không? A này phải khác không? Chứng tỏ A này nó chỉ có 5 cách chọn thôi, nghĩa là từ 1 tới 5 này thôi này. Em có hiểu không? Đấy, chứng tỏ là cái chữ số 0 thì nó chỉ có 5 cách chọn thôi. Đúng chưa? Có 5 cách chọn thôi. Như vậy thì bắt đầu ở đây là 0, 1, 2 cũng là 6 chữ số đúng không? Cái thằng này là mấy cách chọn nha. Ừ. Có mấy cách chọn? Đầu tiên cái này thằng này là 5 cách chọn này, 5 cách này. Cái B này mấy cách? Cái này 5 cách, nhưng mà khi chúng ta chọn khác nhau mà, ví dụ chúng ta chọn đây là số 1 rồi thì chúng ta bỏ số 1 này ra, nó còn là làm từ số 0, 0, 2, 3, 4, 5, chứng tỏ đây cũng là 5 số. Số B 5 số, số A 5 số đúng không? Nghĩa là 5 số là số A này, 5 cách này, số B này 5 cách, C này nó sẽ là 4 cách và D này nó phải là gì? 3 cách. Có đúng không nhỉ? Có đúng không? Nếu mà người ta theo quy tắc đếm á. Có phải A này tại vì nó khác không? Cho đáng lẽ nếu ở đây chỗ này là không phải số 0 mà số 7 hay số khác á, thì nó sẽ là 6 cách chọn. Cứ như thế xuống. Như này 5, 5, nhân 4, nhân 3 thì nó sẽ là bao nhiêu? 300 đúng không? 300 cách chọn. Đúng chưa? Hiểu không? Rồi. Đây nghe. 300 số này. Còn không á, ở đây thầy sẽ nói một xíu ở cái cách 2 mà chúng ta có thể thực hiện như này. Ví dụ bây giờ chúng ta chọn cái chữ, chúng ta cũng gọi nó là A, B, C, D nha. Bây giờ A này nó sẽ có 5 cách. Có 5 cách chọn. Có 5 cách chọn ở đây là sẽ là mấy? Sẽ là từ số 1 cho tới số 5. Bây giờ cái anh B, C, D nghĩa là 3 chữ số còn lại. 3, bây giờ 3 máy em, đây chính là tổ hợp, thay đổi chỉnh hợp chập 3 của máy của 5 số. Tại vì còn lại 5 số thôi, tại vì ở cái A này chúng ta chọn một số rồi. Thì ở đây chúng ta bấm ra là bao nhiêu nha. Chúng ta có thể trình bày theo cái chữ chỉnh hợp cũng được. 5 ship nhân 3 60. 60 số nghĩa là cách chứ, thay đổi cách chứ không phải là số. Như vậy A, B, C, đây là 5 cách, đây là 60, chứng tỏ là cái hành động này là liên tiếp, chứng tỏ là theo quy tắc nhân thì ta lấy 5 nhân 60 thì sẽ bằng cũng là 300 số. Chúng ta muốn làm theo, đây là cách 2 đi, cách trình bày cách 2 nha. Còn ở trên đây là cách 1. Đây là cách 1. Được không nào? Thì các em muốn làm theo kiểu nào cũng được, nó cũng đúng hết em.
Cách hai này nó cũng rất là hợp lý, tại vì chúng ta có sử dụng chỉnh hợp, còn trên đây chúng ta sử dụng quy tắc nhân đếm mà nhân. Các em rõ chưa nào? Rồi chúng ta sẽ đi, các em bấm dừng lại, chúng ta ghi chép bấm dừng lại nha. Ta đi sang vào bài tiếp theo nghe, đó chính là cái bài số 3. Nhớ đọc khi nào để phân biệt đâu là tổ hợp và đâu là chỉnh hợp nha. Tổ 1 có 4 bạn nam và 5 bạn nữ, tổng cộng đây mấy bạn? Tổng cộng đây là chỉ có 9 bạn này. Tổng số phần tử đây là 9 này. Có bao nhiêu cách cử 3 bạn? Thấy không? Ở đây 3 bạn từ 9 bạn này này. Của tổ làm trực nhật trong mọi trường hợp sau, 3 bạn được chọn là bất kỳ. Bất kỳ nghĩa là nó không theo trình tự nào cả. Thì đây chính là tổ hợp chập 3 của 9. Đúng không? Bằng. Vậy đó, chúng ta đọc làm chúng ta sẽ cảm nhận được khi nào là tổ hợp và khi nào chỉnh hợp và khi nào là hoán vị. Như vậy thì 9 xếp chia 3 84 cách. 3 bạn gồm 2 nam và 1 nữ. Ha, trong đó phải là 2 nam và 1 nữ. Đúng chưa? Như vậy thì nếu như mà 2 nam, ở đây có mấy nam? Có 4 nam mà lấy 2 nam. Đúng không? Thì 2 nam này nó sẽ là tổ hợp chập mấy? Chập 2 của 4. Một nữ thì tổ hợp chập 1 của mấy? Của 5. Đúng không? Như vậy đây là thực hiện một cách liên kết tiếp, chứng tỏ cái này là nhân. Cái này là nhân. Lấy cái này nhân với cái này. Đúng chưa? Như vậy thì ở đây tổ hợp 4 tổ hợp lấy mấy? Lấy 2 nhân 5 tổ hợp 1 30 cách nha. 30 cách. Hiểu chưa? Đấy, ok, rất là dễ hiểu luôn. Đây. Ok chưa? Nhớ khi nào là tổ hợp, khi nào chỉnh hợp chưa nào? Được chưa? Hiểu không? Còn cái việc lời giải ghi các kiểu thì trên đây đã có chi tiết rồi, chúng ta cứ việc ghi chép cho thôi. Quan trọng chúng ta hiểu á, để áp dụng công thức á. Rồi tiếp tục em. Ta đi sang ở bài tiếp theo, bài số 4. Từ một danh sách gồm mấy? 8 người nha. Người ta bầu ra một ủy viên gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch và một thư ký một ủy viên, nghĩa là bầu ra mấy người? Như vậy tổng cộng ở đây bầu ra là 4 người. Đúng không? Tại vì một chủ tịch, một phó chủ tịch, một thư ký, một ủy viên là 4. Có bao nhiêu khả năng có thể về kết quả bầu cử ủy viên này? Chứng tỏ cái này tổ hợp hay chỉnh hợp nha. Cái này chính là chỉnh hợp. Đúng không? Tại vì việc bầu ra nó phải theo trình tự là phải chủ tịch này. Chứ ví dụ trên đề bài này người ta ghi như này, người ta sử dụng một tổ hợp này. Người ta bầu ra một ủy viên gồm 4 người thì chúng ta sử dụng tổ hợp. Nhưng ở đây nó phải theo trình tự là phải chủ tịch, phó chủ tịch, một thư ký ủy viên, chứng tỏ nó phải theo thứ tự, mà thứ tự thì chúng ta nó phải là chỉnh hợp chập 4 của 8 phần tử. Thì coi nó bằng bao nhiêu? 8 chỉnh hợp xếp nhân 4. 1680 khả năng. Ha. Đó. Hiểu chưa? Vậy thôi. Rồi đây nghe nha, kết quả đấy, 1680 cách để bầu ra, nhớ là nó theo trình tự mà. Được chưa? Ta sẽ đi sang câu tiếp theo, câu số 5. Đáng lẽ những cái này thì thầy sẽ quay trong 2 clip à, tại vì cái bài tập nó dài em, nhưng mà thầy làm theo cách này thì thầy sẽ quay trong 1 clip thôi. Ta tiếp tục nha, bài số 5. Ok chưa? Một nhóm gồm 7 bạn này đến trung tâm chăm sóc người cao tuổi làm từ thiện. Tổng cộng ở đây là 7 nha. Tổng cộng đây là, nhớ là cái số tổng là 7. Theo chỉ dẫn trung tâm, 3 bạn hỗ trợ thì đi lại, 2 bạn hỗ trợ là tắm rửa và 2 bạn hỗ trợ ăn uống. Có bao nhiêu cách phân công các bạn trong nhóm làm công việc trên? Cái này dễ đúng không em? Tại vì sao này? Bây giờ 3 bạn hỗ trợ đi lại, thì ba bạn thì bây giờ lấy trong 7 bạn này, 3 bạn hỗ trợ đi lại thì nó sẽ là chập C của 37.
Bây giờ lấy ra 7 bạn này đúng không? Chúng ta hình dung đây này, 7 bạn này chúng ta lấy ra 3 bạn để mà đi tắm rửa, thì cái này nó sẽ là gì? C của 37 cái đã. Bây giờ 7 bạn lấy ra 37 thì còn lại là mấy bạn? Còn lại 4 bạn. Lấy tiếp 2 bạn đi hỗ trợ tắm rửa từ 4 bạn này. Đúng không? Chứ không thể nào từ 7 xuất phát từ 7 bạn, tại vì đã lấy ra 3 bạn đi đi hỗ trợ đi lại rồi, thì bây giờ còn lại nó chỉ còn là 4 thôi. Như vậy bây giờ trong 4 bạn này này, lấy ra 2 bạn hỗ trợ tắm rửa. Đúng không? Hỗ trợ tắm rửa thì chứng tỏ cái này C của 2 24. Đúng chưa? Lấy ra 2 bạn thì còn lại mấy bạn? Còn là 2 bạn. Còn là 2 bạn để mà hỗ trợ ăn uống. Chúng ta hiểu không? 2 bạn hỗ trợ ăn uống thì có mấy cách chọn nha. Chỉ có một cách chọn duy nhất thôi. Cái này một cách thôi này. Tại vì còn đúng 2 bạn thôi. Còn đúng, tại vì 7 bạn đúng không? 3 bạn. Tôi coi thử này, giờ bấm 3 bạn hỗ trợ đi lại. Bây giờ 7 ship 3. Đây là 35 cách này. 35 cách. 2 cộng 4 đúng không? 4 ship chia 2. 6 cách. Cái này là một cách, tại vì còn lại cái hai bạn thì hai bạn này nó sẽ hỗ trợ là ăn uống là cuối cùng. Chúng ta lấy 35 nhân 6 nhân cho 1. Đúng không? Có phải? Có phải 35 nhân 6 nhân 1 không? Đúng chưa? Nhân 35 210 cách. Đó. Ta hiểu chưa? Hiểu tại sao 210 cách chưa? Đó, cứ chúng ta phân chia như này, 7 bạn, 3 bạn để mà 3 bạn hỗ trợ đi lại, trong 7 bạn này thì nó sẽ là tổ hợp chập 3 của 7 này. Lấy 3 bạn rồi thì còn lại 4 bạn. Lấy 4 bạn này từ lấy 2 bạn từ 4 bạn này để là tắm rửa cái đã. Rồi còn 2 bạn còn lại chắc chắn ăn uống chỉ có một cách thôi. Như vậy đây, tổng cộng là 210 cách. Dạ. Yeah. Phần này chúng ta học mà chúng ta hiểu á, thì cái bộ não của mình nó mở ra rộng lắm em, mở ra nhiều lắm. Tại vì chúng ta sẽ suy nghĩ được à, cái nào thực hiện trước, cái nào thực hiện sau, và khi nào chúng ta thực hiện như thế nào thì chúng ta đã nắm rất là rõ rồi. Được chưa nào? Rồi ok, tiếp tục. Ta sẽ đi sang cái bài số 6 em. Ta đi sang bài số 6. Có 4 đường thẳng song song, các 5 đường thẳng song song khác. Như vậy tổng cộng là mấy đường? Tổng cộng đây là 9 đường. Tổng cộng đây sẽ là 9 đường này, 4 đường này, 5 đường thì tổng cộng đây là 9 đường thẳng. Có bao nhiêu hình bình hành được tạo thành? Như vậy thì ở đây này, ta thấy rằng hình bình hành, ví dụ này, đây, nhiều này hình nhỏ này, các em thấy nhỏ không? Còn hình lớn này, đây, đó, nó rất là nhiều hình bình hành trong đây chứ không phải là chúng ta đếm mấy hình nhỏ này không đâu. Thậm chí là cái hình bình hành to ngoài đây nữa này. Em hiểu không? Như vậy ta thấy rằng là cứ hai đường thẳng song song, cứ hai đường thẳng song song này, một đường này, hai đường với hai đường thẳng song song này nó sẽ tạo thành một hình bình hành này, đúng không? Chứng tỏ chúng ta sẽ lấy là nếu hai đường thẳng song song này, trong này là mấy đường? 4 đường này. Nếu chúng ta lấy hàng ngang này, chúng ta lấy 2 trong 4 nghĩa là tổ hợp chập 2 của 4 này sẽ nhân cho gì? Tổ hợp chập mấy? Đây là 5 đường, 1 2 3 4 5 này, chập 2 của 5 trở ra. Đúng không? Chập 2 của 4 nhân chập 2 của 5 trở ra thôi. 4 60 nha. 60 hình. 60 hình bình hành. Hiểu chưa? Đây nha. Rất là dễ luôn. Cực kỳ dễ ha. Dễ đối với những bạn chúng ta hiểu nha. Rồi, đi sang bài số 7 cuối cùng. Ok. Tiếp tục bài số 7. Mùa giải 2019 giải bóng đá Việt vô địch gọi là V-League có tổng cộng đây là 14 đội. Bóng tham gia các đội bóng đấu vòng tròn 2 lượt đi và về. Nhớ là 2 lượt đi về nghĩa là gì? Nghĩa là gọi là sân khách và sân nhà. Thầy nói xíu là ví dụ như bây giờ thầy nói đội Bình Định đây với Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai của chỗ thầy đây, đúng không? Bây giờ Bình Định tới sân Pleiku làm khách thì cái anh này sẽ là gì? Chủ nhà, và anh này sẽ là đội khách.
Sau đó Hoàng Anh Gia Lai này bay xuống Bình Định, thì khi đó Bình Định sẽ là chủ nhà và Hoàng Anh Gia Lai là khách. Đá kiểu như vậy em nhé. Đấy, người ta gọi là các đội bóng đấu vòng tròn hai lượt đi và về. Còn ví dụ không có cái từ hai lượt đi và về này á, các đội bóng đóng vòng tròn nghĩa là chỉ gặp một lần thôi trên một cái sân trung lập nào đó, chứ không có được đi lượt về. Em hiểu nào, thì nó lại khác. Còn bây giờ lượt đi lượt về thì sao này? Nếu lượt đi lượt về thì chúng ta có này, tổng cộng là mấy đội? 14 đội đúng không? Tổng cộng ở đây là sẽ là 14 đội, mà khi lượt đi lượt về thì nó sẽ là mấy? Là hai trận đúng không? Như vậy tổng ở đây là mấy? 14 đội, mà đây hai đội. Nhớ lượt đi lượt về nghĩa là nó có thứ tự không? Có thứ tự. Chứng tỏ có thứ tự thì nó sẽ là chỉnh hợp chập 2 của 14 thì sẽ bằng bao nhiêu? Đúng chưa? 14 xếp nhân 2 182 trận em. Đó. Hiểu chưa nào? Ở đây thầy đưa ra hai cách em nha. Hai cách. Cách 1 và cách 2. Chủ yếu chúng ta áp dụng cách 2 này, sử dụng chỉnh hợp để chúng ta làm. Nãy thầy lập luận theo cách 2 đó. Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Clip sau thầy sẽ quay cho em ở cái phần bài số 3 là nhị thức Newton, thì thầy đề nghị chúng ta làm trước và đọc trước cho thầy nha. Chúc em học tốt, bye bye.